Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Và đây là hành động kiên quyết của lực lượng chức năng sau khi thủy điện này tích nước trái phép và uy hiếp đến an toàn của vùng hạ du. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định pháp luật như vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không thực hiện quan trắc. Hành vi này thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực. Trước đó, ngày 25 tháng 11, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Nông Công nghiệp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam đối với hành vi nêu trên với tổng số tiền vi phạm là 130 triệu đồng. Trong đợt mưa bão số 13 vừa qua, Thủy điện Thượng Nhật đã tự ý tích nước gây mất an toàn cho vùng hạ du. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã có văn bản hòa tốc gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Trung đề nghị xử lý nghiêm trường hợp thủy điện này vì không thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành.